Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học. Về khi bước sang quý 3 của năm 2022 thì mọi người ghen đỏ mắt với năm con giáp sau đây là những con giáp có số hưởng được cả tiền tài lẫn danh lợi, mưu sự thì thuận buồm xuôi gió. Và theo tử vi dự báo về những con giáp có số hưởng trong quý 3 năm 2022 này sẽ gặp nhiều may mắn và hanh thông ở trên nhiều phương diện, chẳng những công việc mà tài chính, tình cảm cũng vô cùng thuận lợi. Đó là niềm ao ước của rất nhiều người. Dù bạn làm gì đi chăng nữa thì cũng đều cần phải gặp thiên thời địa lợi nhân hòa để mọi việc trở nên hoàn hảo nhất. Nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ, lại có người hỗ trợ, truyền kinh nghiệm, mở đường hoặc mang đến cho bạn những cơ hội và nền tảng tốt thì bạn sẽ nhận được những kết quả còn hơn cả sự mong đợi. Chẳng hạn như những con giáp sau đây, đó là những con giáp có số hưởng trong quý 3 năm Nhâm Dần này sẽ gặp rất nhiều may mắn. Như vậy là trong các tháng là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm Nhâm Dần 2022. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Hợi. Theo tử vi của năm 2022, trong năm Nhâm Dần được đánh giá là khá nhiều vất vả với trợ lực của người tuổi Hợi là do chịu ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế. Do đó mà cuộc sống của con giáp này trong thời gian vừa qua cũng không mấy dễ chịu. Song mọi thứ không phải là quá xấu đối với họ, bởi lẽ trời sinh bản mệnh vốn có sự lạc quan, kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan hay trắc trở thế nào thì họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ. Đặc biệt là trong giai đoạn quý 3 này, tức là trong 3 tháng từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022 thì vận mệnh của họ sẽ thay đổi một cách đáng kể. Vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến người tuổi Hợi với một tốc độ chóng mặt. Vốn dĩ con giáp này là con giáp có trí tuệ, tài thao lược một cách tuyệt vời. Họ luôn biết chính xác mình muốn làm gì, cần làm gì để đạt được những mục tiêu. Do đó là lý do họ luôn làm việc chăm chỉ, yêu cầu bản thân khắt khe để có thể chạm tay vào cái đích mà bản thân đang mong muốn. Và bắt đầu khi bước sang tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm nay thì người tuổi Hợi đã được cát sao tốt lành phù hộ, với những sự việc vui vẻ đều tốt lành lần lượt đến. Chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành lấy cơ hội và gặt hái được nhiều thành quả. Với thời gian tới thì người tuổi Hợi nên phải chuẩn bị một tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự ở nơi làm việc. Họ có thể gặp được quý nhân, được sếp trọng dụng và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức và tăng lương. Chẳng những là có tin vui về sự nghiệp mà Hợi còn có thể đặt một nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong cả nửa cuối năm, chứ không chỉ là riêng quý 3 này. Đối với người làm ăn kinh doanh, nếu như gặp cơ hội để đầu tư thì nên phải nắm bắt và tập trung vào việc phát huy những nền tảng mà mình đã xây dựng và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc. Giữ được đà này, Hợi có thể trở thành một đại gia lúc nào không hay. Từ đây cuộc sống an nhàn, sung sướng, cực kỳ mỹ mãn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong quý 3 của năm Nhâm Dần 2022 này, đó là con giáp người tuổi Thìn. Thìn cũng là một trong những con giáp có số hưởng trong quý 3 của năm Nhâm Dần này. Cũng giống như người tuổi Hợi, vốn dĩ người tuổi Thìn không có vận may tốt nhất trong năm nay do là bị phạm tam tai, nhưng họ vẫn có thể giành được thắng lợi ở nhiều lĩnh vực là nhờ vào việc tài trí của mình và sự hỗ trợ của những người xung quanh. Đặc biệt là vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì được các sao tốt lành đang đồng hành, mang lại nhiều phúc khí cho họ, thuận lợi hơn về mặt công danh sự nghiệp.
Với những chú rồng thì trong 3 tháng này họ cũng sẽ có quý nhân phù trợ và giúp đỡ, đưa ra những sự hỗ trợ đắc lực nhất, nhất định sẽ bội thù. Đây vốn là con giáp được đánh giá là thông minh, có chí tiến thủ, nghiêm khắc trong công việc và rất giỏi nắm bắt những cơ hội. Một khi có cơ hội tốt thì chắc chắn Thìn sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Nếu có nền tảng phát triển tốt hơn thì luôn luôn biết cách để vận dụng. Và trong 3 tháng tới thì may mắn được các tinh chiếu mệnh nên vận khí liên tục tăng, đặc biệt là công danh ngày càng vượng phát. Thìn có thể tìm được quý nhân, được người giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa. Với thời gian tới thì bất kể là Thìn làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra thì người tuổi Thìn còn là người biết tiếp thu kiến thức mới, biết cải thiện công việc kinh doanh. Nhờ vậy mà họ đã tìm được những cơ hội thăng hoa cả trên phương diện về tài chính lẫn sự nghiệp. Nhìn chung là trong quý 3 năm nay, sự nghiệp của những chú rồng khởi sắc theo một cách riêng. Tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra là một việc lại xôn sẻ đến bất ngờ. Đặc biệt cũng nhờ vào là người tuổi Thìn đã có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 3 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong quý 3 năm Nhâm Dần 2022, đó là con giáp người tuổi Dậu. Trong năm 2022 là một năm rất nhiều cơ hội đối với người tuổi Dậu, nhất là 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 được dự báo là có quý nhân giúp đỡ và giải quyết được rất nhiều khó khăn còn đang tồn đọng. Với con giáp này đã được đánh giá là con giáp có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp và luôn quan tâm đến lợi ích chứ không bao giờ làm hời hợt, qua loa cho xong. Cùng với sự khôn khéo, năng lực và quyết đoán của mình, Dậu khá thành công ở nơi làm việc và đã tạo dựng được chỗ đứng riêng cho mình. Với những thành tích xuất sắc của họ ở nơi làm việc cũng có thể đã được lãnh đạo ghi nhận. Với những đề xuất ý kiến của họ cũng có thể được họ thông qua, nên chức vụ được thăng tiến nhanh chóng và đó là điều dễ hiểu nhất. Đặc biệt là trong các tháng như tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm nay lại càng nhiều may mắn hơn. Chỉ cần Dậu cố gắng hết sức làm việc chăm chỉ thì bản mệnh sẽ trở nên nổi bật và lập được một số thành tựu mới. Hơn nữa trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 này thì nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cũng mở ra với con giáp này. Với những người muốn thay đổi công việc hoặc phát triển thêm việc kinh doanh tay trái, không nên bỏ lỡ cơ hội này, đây là dịp làm ăn hiếm có. Quả thật là khi người tuổi Dậu đã gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình và tìm được hướng đi riêng, từ đây thành công rực rỡ trong tầm tay. Và trong những thời gian tới thì Dậu cũng không những là được thần tài chiếu cố mà luôn được quý nhân phù trợ một cách nồng hậu. Chính vì vậy đi đến đâu may mắn đi theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công thuận lợi và cơ hội làm giàu đã nằm trong tầm tay. Và những lời khuyên dành cho Dậu là chỉ cần không ngừng trao dồi trí thức và kỹ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho chính bản thân và gia đình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 4 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong quý 3 của năm Nhâm Dần này, đó là con giáp người tuổi Tý. Trong nửa đầu năm nay thì người tuổi Tý là bị không ít hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh được việc phiền phức trong công việc. Và rất may mắn thay là trong quý 3 này, tức là các tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì bản mệnh có sự đồng hành của các tinh quý nhân luôn phù trợ, không những giải quyết được những khúc mắc trước mắt mà còn mang lại nhiều may mắn cho các kế hoạch trong những thời gian tới. Với người tuổi Tý thường ngày có thể hơi chút cầu thả và thiếu đúng đắn, nhưng khi làm việc lớn hay quan trọng họ lại cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, không mơ hồ nhưng rất chú trọng về kết quả. Với người tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán và đơn giản, nhưng con giáp này là con giáp luôn muốn thử sức mình trong các lĩnh vực khó khăn và khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị,
Nếu như không có hai thứ đó trong cuộc sống của người tuổi này, tưởng chừng như không có ý nghĩa. Đây là con giáp với sự xông xáo đã đem đến những thành quả ngọt ngào cho con giáp này. Khi 3 tháng tới nhờ được cát tinh chiếu mệnh, họ làm gì cũng dễ dàng thành công, thu nhập khá dồi dào, không còn lo lắng về chuyện tiền bạc. Với kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp cho người tuổi này ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến đến những bước chắc chắn. Cuộc sống của họ từ đây đã trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân rất nhiều cơ hội phát triển mới. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm được nhiều tiền trong quý 3 của năm Nhâm Dần này, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Trong năm 2022 vốn được đánh giá là một năm khá cát lành đối với người tuổi Ngọ, là nhờ vào có cục diện tam hợp chống lưng. Tuy là không phải vận trình luôn luôn suôn sẻ một bề từ đầu đến cuối, nhưng đã được quý nhân giúp đỡ, dù thỉnh thoảng xảy ra một chút rắc rối nhỏ cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Đặc biệt là trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 này, họ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, dù là sự nghiệp hay tình cảm đều tiến triển thuận lợi. Chỉ cần Ngọ làm việc đủ chăm chỉ thì không gì là không có thể. Với quý nhân xuất hiện liên tiếp, thêm nhiều may mắn với những sự hỗ trợ đắc lực, nhờ đó mà người tuổi Ngọ đã vốn thuộc con giáp khôn ngoan mưu trí sẽ cảm nhận được rõ mưu sự suôn sẻ hơn, gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc kiếm tiền, từ đó thu nhập cực kỳ rủng rỉnh đến với Ngọ. Với giai đoạn này thì bản mệnh sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến một cách không ngừng, càng mở thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ nhất. Và thời gian này cũng là thời gian rất thích hợp để Ngọ triển khai các kế hoạch kinh doanh, buôn bán, cho dù đó là công việc bán thời gian hay bắt đầu từ dự án kinh doanh riêng của bạn, có điều sẽ diễn ra tốt đẹp nhất. Ngọ tốt nhất nên tập trung vào lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như là thông tin viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ có thu được những thành tựu lớn. Nhìn chung trong công việc làm ăn rất dễ thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Với vận số trong quý 3 của người tuổi Ngọ như cá gặp nước, có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự rất dễ thành trong thời gian này, rất dễ đạt thành tựu vượt bậc. Do đó hãy luôn luôn nhắc nhở về bản thân mình, hãy chăm chỉ và kiên định, đôi khi dễ dãi sẽ khiến cho bạn thất thoát và bị trả giá đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.